Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, với đường dây nóng của Alo Cử Tri ở số là 0862656565, thời gian qua, chuyên mục đã nhận được phản ánh của khoảng 300 tiểu thương ở chợ Mai Đồng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về việc đóng cửa chợ để phục vụ xây dựng cho đường Tam Trinh. Việc đóng chợ khiến cho tiểu thương bị bất ngờ khi mà nguồn hàng vẫn chưa được bán hay là vận chuyển đi hết. Theo thông báo, chợ Mai Động phải dừng hoạt động trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, 300 tiểu thương đang hoạt động tại chợ vừa mới nhập hàng để bán trong và sau dịp Tết. Số lượng còn nhiều nên việc đóng cửa ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Vợ chồng thì không có lương hưu, rất là khổ. Mà báo có 3 ngày thì chuyển hàng thì làm sao mà chúng tôi chuyển được hàng. Khổ lắm. Bây giờ nhà nước cũng phải thương đến người dân. Cuối năm ngoái, các anh ấy không có ý kiến gì. Bà con đã nhập rất nhiều hàng về để coi như là kinh doanh vào cái dịp Tết. Đến bây giờ ra riêng cũng chưa kịp hoàn hồn thì các anh ấy lại đã có 2 ngày thông báo, 4 ngày phải di rời chợ thì chúng tôi không thể thực hiện được. Các tiểu thương đều đồng tình với việc xây dựng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ các hộ dân kinh doanh cũng cần được tính tới. Trong đó là chế độ chính sách cho các tiểu thương bị ảnh hưởng từ giải phóng mặt bằng. Văn bản cụ thể là cái thời gian nào cái chợ này phải giải tán của giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai nữa, về muốn cho chúng tôi giải thoát hàng thì phải cho mở cổng cho bà con, điện nước cho bà con để bà con còn giải thoát hàng để thu lại hồi vốn. Đấy, cái thứ ba là cho chúng tôi được nhận những cái hỗ trợ và những cái nhà nước cho chúng tôi có cái địa điểm di chuyển và ổn định lại cái cuộc sống. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, việc đóng cửa chợ để ra mặt bằng sạch cho dự án xây dựng đường Tam Trinh được thực hiện theo các thông báo từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Hiện đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Theo đó là các mức áp giá hỗ trợ cho từng tiểu thương sẽ khác nhau, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng. Đối với việc đầu tư tại các kiosk, hiện đang thống kê, kiểm đếm để có thêm mức hỗ trợ. Đồng thời, hướng dẫn các tiểu thương đăng ký tái kinh doanh ở các chợ mới khi có nhu cầu. Sau khi có phương án phê duyệt, có nguồn tiền thì chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm, mời các tiểu thương ra chi trả và chúng tôi là người chứng kiến việc chi trả tiền đấy. Và yêu cầu ban quản lý chợ là mời hết cộng dân ra. Vì bây giờ là ban quản lý chợ, quyết định là đang quản lý các tiểu thương trong này. Còn thẩm quyền của phường nó quản lý mặt hành chính. Đấy, chúng tôi cũng mong muốn là khi ở trên một địa bàn của địa phương thì chúng tôi rất quan tâm đến tất cả các cái lĩnh vực như thế mà chúng tôi có trách nhiệm. Chứ không phải là bỏ qua cái việc là tiểu thương hoạt động như thế. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh lên gần 3.355 tỷ đồng, tăng gần 1.288 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng 1.000 tỷ từ nguồn cải cách tiền lương để đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Alo, kênh 7 xin nghe.